thưa quý khán giả, ngày 29 tháng 5 năm Canh Thìn năm 1940 tại kinh Sáng Xà No, để cảnh tỉnh Bá Gia, lúc bấy giờ từ bốn phương đổ xô về xin Đức Thầy trị bệnh và nghe Ngài thuyết pháp. Đức Thầy có viết ra rất nhiều thi kệ, mà trong đó có một bài được chính tay Ngài cho cái nhan đề là Nam Thơ Cẩm Tú. Phần đông chúng ta đều từng được nghe biết Đức Thầy là một bậc đại giác ngộ. Ngài nói cũng như biết đều là miệng nhích môi đầy văn tao nhã, hạ bút thần thơ đã đề khai. Chính trong bài Nam Thơ Cẩm Tú sau đây, Ngài đã cầm bút viết ngay một mạch trước sự hiện diện của đông đảo những người đến nghe pháp quy y. Trong bài Lời Lời Qua Gấm, ý văn hàm súc những tư tưởng siêu hiền, Ngài vừa giải tu hành, vừa biểu lộ thiên cơ, vừa khuyến khích trung trinh tiết liệt. Đây giọng ngâm liên tục của anh Hùng Cường, các cô Thanh Tuyền, Hương Lan, anh Hữu Phước, các cô Hồng Vân và Trần Kim Lợi. Trời thanh lặng, gió đưa hiu hắt, ngồi thơ phòng thân bắc lạnh lùng, gầm sát trần còn cách cội thung, đâu có được vũ mùng quạt gió. Cơn mừng vui nào ngờ lũ o, vội bay ngang rồi sớt đi luôn. Chữ ngắm ngùi lụy ngọc ưa tuôn, nào phải giống chim muôn điều thu. Lìa quê hương quên câu nghĩa cũ, bởi xác phàm hấp thụ đã lâu. Cuộc lung tung rối rắm trời âu, nên còn ngại bước đường trở gót. Tiếng riêng than tai nghe thành thoát, trăm ngàn nhà bổn đào ước mơ. Con lạc cha con hời u ơ, thầy ta tớ ngẩn ngơ thương mến. Ngóng trong chờ dần thời đưa đến, đặng chúng cùng một tiệc quỳnh tương. Cây ngô đồng hứng vẻ đường sương, cho chim phụng mặt tình sẽ muốn. Cánh sấm dày mây lành bay xuống, cả trời nam lưới bùa thiên la. Chợ Yeah.
chờ ngày mong trổ thôn thôn. Tuy ngày nay chưa được ấm no, sao được giữa nơi non nhược thủy. Đây trưng bày khuyên dình can kỷ, đơn những câu tỷ mỹ rung hồn. Cho người lành dạ ai bắt nôn, cúi đầu trước quy y Phật Pháp. Quảng chí thân bị mơ nắng táp, nơi sang vào ấm áp mặt thần nhu nhược, thân nặng nề như chim ô thước, quyết làm phong cầu đá sông nhân. Nên chẳng màng báo ngọc châu trân, miệng con thảo nhuận ân bình sai dịch ôn, chờ mạng phước ra tay bẻ hồng. Cửa tiên bang hai còn quá công, nhà cha xưa cửa đóng then gài. Con nào hiền thì vẹn thảo ngay, đứa ngỗ nghịch một mai đức cổ. Nhìn gương kia sao không biết hồ, lũ gian thần nào tiếp cổ tông. Làm âu sầu một góc trời đông, bị miệng soi thổi lông tìm giết. Dân can thường đem ra bài trích, vạch chỉ lời cổ tích người xưa. Nghĩ gì đâu có cuộc dài bừa, cho lăn lóc những người mới tình. Phải chi Phật lấy ngay bình tĩnh, rủi cho trần được tỉnh chút tâm. Mãi để câu di diệu thầm thầm, cho sanh chúng rừng lâm khó mờ. Được gió nhẹ ngờ đâu dễ thở, bồng giống nhau luồng âm khí nặng nề. Phải ngóng chờ cho phùng gặp cây, ấy thời đại thánh tiên trổ mặt.
càng nhìn dân lòng ta siết chặt, đau chỉ bằng đau khúc đoạn trường. Ước sao mà từng gió buồn trương, đò bát nhà rước tôi luôn đông. Ngày vui tôi cũng đã lốt ống, cớ sau đời còn mãi say sưa, không tìm thầy đặng hưởng phước thừa. Ngày lập hội tay vinh nhành quế, trao thân phần rạng danh hiếu đệ. Thỏa giả thầy nơi chốn mây rồng, đừng chia lìa bắt con nam tông. Chỉ biết giống lạc hồng thương con. Tai nghe chi những câu ái ố, lòng từ bi chớ có lời gian. Đã hiểu rồi ngôn tờ gọi em, tuy cõi thế lâm lem trần tục, mây ganh hờn đầy lòng nghi ngút, giữ giả trong đừng đục mới màu. Thân bần tăng mặc bộ sồng nâu, cuộc thiên lý một bầu đều hẳn. Đến kỳ thi danh thầy chạm bảng, trên đài cao gọi các linh hồn. Nay ngô khờ lén lòi giảng dưới sông xa tài sửa kiến, kẻ cùng ca lửa tuyển con lành. Tuy là ta không thể sanh thành, nhưng thương hết xa tài giải dỗ. Đời phải biết suy kim nghiệm cổ, không cơ đồ dựng nghiệp thánh hiền. Ta quyết lòng rước nợ oán khiên, cứu ba tánh khỏi nơi lao khổ. Gà lôi sóng đời cùng đạo bi quan ly hiệp, tâm lòng thành gian quân chớ khiếp. Đức từ bi tiếp dẫn linh hồn, nén nguyện cầu giới Phật quệ cứu nàng dương thái. Nhớ thuở nhỏ nhờ ơn bồng bế,
xuất nên dài giới trưởng thành. Ngắm cuộc đời hai chữ trượt thanh, thân hành đạo giảng danh khắp chốn. Nhưng ngặt nỗi gặp đời hỗn độn, câu quân thần phụ tử ra rời. Khuyên tu hành hao sức tổn hơi, chẳng hề mở miệng ra than trách. Hãy bỏ dứt tánh tình kêu cách, các con lành khá chọn ngay đường. Tùy thân thầy lướt cuộc gió sương, mà tỏa chi tan bồng hồ thủy. Âu trưởng phu là trang nghĩa sĩ, chữ anh tài của đấng trung lương. Phần tu hành đạm bạc rau tương, miễn cầu được an hương bốn bề. Rung chuông lành bằng muôn tiếng kệ, gọi hồn người hành thiền truy kinh. Ra khuyên dân hẹn có sơn minh, diều ba tánh hứa câu thể thay. Miễn tâm được hư vô tồn tại, sống ở trần hối cải tiền phi. Sống làm sao vẹn chữ tu mi, sống dùng dậy râu mài nam từ. Tự như nhiên quay phong thiên tư, bút thần linh mượn mực tay đề. E dương trần công việc trễ bê, nên dục thúc nhân sanh cài cây. Dùng bá nhà lên đây đời khai, lo cho đời quên dốc ôm dày. Ngài hằng mong gặp hội dòng mây, xanh men mét cùng thay thịt xác. Đi tới đâu giúp người khao khát, ngập giếng sâu có mất mau đầy. Trong suốt ngày làm việc lấy quên, dùng giấy mực trưng bày đạo đức. Biết bao giờ gái trai tỉnh thức, trẻ cùng già đồng hiểu Phật giáo. Nương hùng phong trỗi dòng cùng ca, ca cuộc thế ca câu quân đạo. Buổi nhập tiệc trải qua tràng pháo, khói mịt mồ văng sát đầy đường. Cuộc đời nay như ngựa buôn cương, khói dừng lại
mặt nước biển lo nhô lặng hợp, chim đua bay ca lại cánh mồi. Ngọn thủy triều nô nức sụp sôi, bầu trái đất một phen lung chuyển. Ta là kẻ tu hành thiện kiến, xét thế trần luận biển đôi điều, chớ đâu nào bài việc chớ kêu muôn giác tình. Học điều thông thái, rèn tâm lành bác ái trao tria. Hành đạo thiền cấp cấp sớm khuya, lòng thương chung khuyên răng đủ thế. Mà nào khác chợ trưa đồ ê, bán rẻ rề ít kẻ hỏi mua, mạng lo theo lôi mới tranh đua, lại bỏ ngon xé xua học thức. Thân hèn yếu lại vô năng lực, chẳng tìm nơi thuốc nhịn sửa gân. Miệng toàn lời bắt chước chúa tần, muốn chôn sống anh tài nhu sĩ. Nhưng mắt phải từ bi lập chi, lửa cùng thao thao lược vẹn hay. Của thần tiên đã sắp sẵn bài, nhờ ơn mòn giúp thêm chỉ cả. Miệng nhích môi đầy văn tao nhã, hạ bút thần thơ đã đề khai. Khoa làm cho hiền thanh lung lai, chỉ tưới nước dùng phân cây quý. Trên mắt phải tay chàng nhạc nghỉ, cần thầy xưa định diệt an dân. Tiết trung lương hiếu nghĩa rạng ngời, ông bàn cử mẹ khi chạm thịt. Luận sơ sơ cho dân rõ tức, để chờ ngày quán võ vô phong, ban cho đời thoát chữ cái nồng. Nay dục thúc câu quân tu ký. Ngày nào mà Phật tiên quả gì, ấy thời lai bình kỳ muôn dân. Khắp các nơi chư quốc xưng thần, trong bốn biển chúng dân lạc nghiệp. Theo dõi gót người xưa mới kịp, dừng mây lạnh ngủ sắc hào quang. Phật thanh tiên đông đổ nước sang, miền Nam địa phận chia đẳng cấp. Nước cờ mới nay đã khởi sắc,
chỗ tài hay biển lấp non dời. Dưới cùng trên ảm đạm khí trời, cả thế giới mưa hòa gió thuần. Tạo nền mẫm thánh quân đặt dừng, nơi triều ca gầy dừng tôi hiền. Giờ mắt câu thiên lý dị, nên còn đại thiên quay lấy đình. Có tình đời ít câu cung thỉnh, mong kháng quan vào cửa xem tuồng. Có cùng cây điệu thú chim muôn, nhân giới vật quần lai bổn tâm. Đó mới biết ai là Phật thánh, ai thảo hiền, ai lỗi đạo nhà. Đồng hát câu phụ từ khải ca, chúc trăm họ muôn nhà thành hơi. Bồ đào rủ thanh trà tiên, muôn năm cộng lạc chúa. Tôi